Sau khi bị bồ đá, làm gì để cho thật ngầu? Em sẽ lên phong phốt nó. Em sẽ kể về những cay đắng mà em phải gánh chịu, những lời ông bướm mật ngọt định bợ rẻ tiền. Quá trẻ trâu, làm như vậy chỉ mang bực vào thân. Thiên hạ nhìn vào thì thấy mình yếu đuối, lụy tình, bị đá nên cay cú. Vậy thì em sẽ chăm chút ngoại hình, cải thiện bản thân. Em sẽ đi tập gym, em sẽ làm đẹp, có một vóc dáng ngon nghẻ để nó sẽ phải nuối tiếc. Quá mất thời gian, đợi cho em ngon thì nó cũng đã 4 con và 2 đời vợ rồi. Lý thuyết thì ok đấy, nhưng mà thực tế thì nó không như thế. Nếu không được, em chỉ còn cách em sẽ ăn thật nhiều, vì khi ăn em sẽ bị mắc ị. Mà mọi chuyện quan trọng trên đời này sẽ đều bớt quan trọng khi ta mắc ị. Em sẽ để dòng nước làm tan biến nỗi sầu. Quá tốn kém, bỏ ra cả đống tiền chỉ để phục vụ hoạt động của hậu môn, ngu ngốc. Thế bây giờ em phải làm gì để cho thật ngầu? Đến FPT Shop dinh xe tiền tỷ. Liên quan Tết này đến FPT Shop mua điện thoại, máy tính, phụ kiện, các kiểu con đà điểu đều có cơ hội trúng thưởng 2 xe Mazda CX-5, 10 xe Vespa 3, 100 Smart TV LG 43 inch, 100 chỉ vàng 4 số 9 và 88 triệu tiền mặt mỗi ngày. Thì liên quan gì đến ngầu? Chẳng có gì ngầu bằng việc giàu lên một cách nhanh chóng. Đẹp trai sáu múi cũng không bằng cái túi đầy tiền. Bạn tuy nghèo nhưng bạn có một tấm chân tình thì bạn vẫn nghèo. Hãy để cho nó thấy rằng việc rời xa nó đối với bạn là một điều gì đó rất may mắn. Còn gì thốn hơn khi vừa đá xong nghe tin người yêu cũ mới trúng ô tô và nhà đầy vàng. Best thốn. Thế nên Tết đến FPT Shop dinh xe tiền tỷ, bao ngầu bao chất. Hãy để cơn hoành tráng làm tan biến nỗi buồn của bạn. Good luck and see you soon.